Hello, xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Lý Hương đang có mặt tại nhà của mình ở Bình Dương quý vị ơi. Gần tới mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ rồi, nhà Lý Hương có làm một món bánh rất là truyền thống. Xin giới thiệu với quý vị nhé. Hôm nay cây hoa sứ nở hoa đẹp trên nè. Trời Bình Dương hôm nay âm u và có mưa nhé quý vị. Xa xa kia là những luống rau được trồng trong những thùng xốp ở nhà Lý Hương. Ở đây thì có một cây khế kiểng, có những trái nhỏ rất là dễ thương. Trời ơi, trái gì đâu mà nhỏ teo tè teo, nhỏ hơn cái ngón tay út của Lý Hương luôn nè quý vị. Ê, ăn một trái khế trả một cục vàng, mấy túi ba ghen mang theo mà đựng. Lỡ nhà tôi mà hái khế là phải trả vàng nha. Hello, hello. Rồi đi vô gói bánh, bánh uống nha quý vị. Rồi để làm món bánh uống này, một nguyên liệu không thể thiếu đó là nếp quý vị. Hôm nay nhà mình nấu khoảng gói khoảng 2 kg nếp thôi. Rồi là xong cái phần vỏ ha. Để gói bánh thì mình gói bằng lá tre nha quý vị. Cây tre, một loài cây truyền thống của Việt Nam, cây tre bất khuất. Đây, lá đã được cắt. Cái phần cùi ngay đây nó hơi cứng nha, với lại là cái phần đuôi. Rồi sau đó mình rửa sạch rồi. Cái này thì mọi người á, có khi á, mọi người luộc để cho nó mềm. Nhưng với tay nghề điêu luyện của Lý Hương bao nhiêu năm gói bánh uống thì không cần luộc quý vị ơi, vẫn có những chiếc bánh không bị bể ra ha. Rồi phần nhân thì chúng mình làm nhân đậu xanh quý vị. Đấy, cái này nấu lên sau đó rồi giò thành viên nhỏ nhỏ như thế này ha. Rồi kế bên nhân đậu xanh thì mình sẽ thêm cái phần gọi là thịt này là thịt ba chỉ đó quý vị. Mình xào cho nó vừa ăn ha. Rồi sau rồi sắc nhỏ nhỏ thôi, gói cái bánh nhỏ nhỏ thôi, ăn nó đỡ ngán. Rồi tiếp theo là những chú tâm khô nè quý vị, tâm khô loại ngon ha. Rồi thêm nguyên liệu nữa là trứng hột vịt muối quý vị. À, ở đây mà ai không biết sắc hột vịt muối đẹp dữ, nó hơi bị dụng ha. Nhưng mà nói chung là nguyên liệu sạch ngon được rồi. Hình thức bây giờ bị quấn ở trong cái bánh ú rồi. Nên là thôi, nó cũng xấu xấu xíu cũng không sao ha quý vị. Rồi về cái phần nếp này á, đôi nhà thì mọi người sẽ trộn là coi như là hạt đậu đen hoặc hạt đậu đỏ để cho cái bánh nó hơi bùi. Nhưng mà riêng nhà Lý Hương với cái vị thì thích ăn á, là cái nếp này á, là để nguyên như thế này, không có trộn đậu vô ha. Rồi Lý Hương đã quấn được khoảng gói chứ nha, gói được khoảng 10 cái bánh chia sẻ cho quý vị đây này. Rau ở phía sau nhà Lý Hương đẹp chưa quý vị? Đấy, rồi đây những chiếc bánh ú được bàn tay nghệ nhân của vlogger Lý Hương TV. Đẹp chưa quý vị? Đã chưa? 10 cái. Rồi bây giờ Lý Hương sẽ quay cho quý vị coi là cách để gói bánh ú nha. Cái bánh này nhìn vậy ấy, chứ không có dễ gói đâu nha. Đấy, gói mà đúng là phải có 4 góc nha quý vị. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gói một cái bánh ú. Rồi. Bây giờ chúng mình sẽ gói nha. Đầu tiên mình sẽ để 2 cái lá ấy nó ngược lại với nhau. Rồi, quấn như thế này lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nếp vô. Rồi. Muỗng nếp vô đây. Rồi sau đó mình sẽ bỏ nhân vô. Thịt nha. Đó. Tôm khô nha. 2 3 con. Rồi. Xong này cũng chịu ra đây. Rồi, một cái nhân đậu xanh. Rồi. Cái này chắc gốc 8 của cái trứng. Rồi sau đó mình sẽ phủ cái phần nếp vô nha. Bánh ngon hay không á, quý vị phải đè cái phần nếp này cho nó chặt một xíu. Và gói nữa, 2 cái mình phải ém như thế này cho nó chặt vô. Rồi, bây giờ đây, công đoạn nhìn quan sát kỹ nha quý vị. Không phải dễ ai nói được đâu nhé. Rồi. Đây. À. Ôi chết chết trời, đi hướng dưới cái máy quay phim ha. Rồi, làm lại. Rồi. Này nha. Nhìn kỹ nha, bẻ 2 cái góc này ụp nó lại. Nhìn động tác thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà mọi người á gói ra có khi được 3 góc thôi.
sau ngay khúc này nè, mình sẽ tạo thêm một góc như thế này, rồi xong mình bẻ như thế này lại, đấy, thì nó được bốn góc. Sau đó mình sẽ dùng dây để mình sẽ quấn như thế này lại, đó, thì nó được bốn góc. Cái bánh ú này nó phải có bốn góc nha, nó khác với cái bánh ít nha quý vị. Một nè, hai nè, ba, bốn bên đây nè nha. Rồi bây giờ mình cột đây. Cái này cột á, tốt nhất á, là mình nói chung là để cho nó vô một cái gì đó để mình siết. Còn mà mình dùng răng mình siết á, thì nó hơi cực ha. Với lại mấy bà già già không có răng siết. Rồi, xong một cái bánh ú. Đây như vậy đó. Người nào mà gói khéo á, thì không cần phải cắt dũa gì hết á ha. Còn cái này là nó hơi dư cái đầu, mình sẽ cắt ra khúc đây. Thì cái bánh đây là một thành phẩm, một cái bánh ú đây quý vị. Dễ không? Dễ đúng không? Rồi cứ thế là tiếp tục ha. Cạo cái nồi này, 2kg nếp đó quý vị. Dự đoán là sẽ gói khoảng chừng 40-50 cái. Lá là chuẩn bị 100 cái. Rồi. Trời ơi, mới vừa mưa, nắng lên rồi quý vị ơi. Ê, bầu trời đẹp không? Trong xanh ha, mây trắng. Trời ơi, đứng đây gió mát lắm quý vị ơi. Đây, bên đây nữa nè. Bên đây thì có một ít mây đen ha, sắp tới mưa tiếp. Còn bên đây nè, mây trong xanh. Đấy, quá đẹp. Rồi, vô gói bánh tiếp quý vị. Phải mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ để gói xong cái này. Như vậy, gần xong rồi ha. Tổng cộng được khoảng 40 cái. Đấy, còn ít nếp nè. Hai cái cuối này nhân quá trời luôn. Đấy, hai cái cuối này nhân quá trời. Rồi, tàn cuộc hai cái cuối quý vị. Hai cái cuối này là coi như là nhân không ha. Úc là ngon luôn. Đói, ba cục nhân. Cái này hết nếp mà nhân quá cờ. Rồi, vậy thôi. Còn ít nếp này cho cái cuối nữa là xong. Hồi nãy là Lê Hương là cột cái bánh này bằng cách là mình cắn vô cái cọng dây xong mình cột. Bây giờ đây cái giới thiệu cái cách cột mà mấy bà già cũng có thể cột được ha. Đây mình neo vô một cái gì đó, rồi thế là mình rị một cái đầu này thôi. Siết lại dây cũng dư nè quý vị. Siết bụng ha, siết cho chặt vô. Đấy, như vậy thì đỡ mỗi răng quý vị. Mình còn răng mình cũng giữ răng luôn. Rồi, cái này là cái gần cuối áp út nha. Xong. Đấy, cắt những khúc này cho nó đỡ lòi ra. Đấy, một cái bánh ú á là đúng chuẩn là phải có bốn góc nha. 1, 2, 3, 4. Đấy, bánh ú. Rồi, bây giờ là cái cuối cùng. Rồi, cái cuối ha. Nhưng giác giác nghe nồi kêu luôn. Rồi bên đây giác nghe nồi kêu tiếp. Ai bóc, ai bóc luôn. Nhưng bà kia quay. Rồi tiếp tục nha quý vị, cái cuối nè. Để mà nó chặt á, thì mình nên nén cái này xuống. Đấy, cho nó chặt như thế này. Rồi, cái cuối truyền nghề này quay quý vị quan sát nha. Nhìn nó đơn giản nhưng mà không phải đơn giản lắm đâu. Bóp hai cái này cho người bắt đầu. Đấy, rồi úp nó lại như thế này.
Cái người đứng ở quay phim ăn sao chưa chắc gói được cái này đâu quý vị. Đấy, rồi. Ừ, bốn ha, cầm rất là gọn gàng. Rồi sau đó mình cột lại thôi. Xiết bụng nè, xiết cho chắc lên ha. Rồi. Đó. Về nhà Bình Dương là nghe đủ thứ loại âm thanh luôn á. Bên kia là xì xí à. À xì xí à. À xì xí à. Rồi. Xong. Nó tắt mẹ. Còn đó. Rồi rồi xong. Bingo, bây giờ là đi nấu rồi quý vị. Đó. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ bỏ hết tất cả vô nồi và đậy nắp lại. Thế là xong quý vị ơi. Đấy, chế nước vô cho nó ngập.